Thưa quý vị và các bạn, tại thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp để giới thiệu nhân sự và bầu đồng chí Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Tại hội nghị, căn cứ các quy định của Đảng, trên cơ sở định hướng giới thiệu nhân sự của Bộ Chính trị, Trung ương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, suy tôn thống nhất rất cao với số phiếu tuyệt đối 100%, bầu đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu khẳng định, kế thừa và phát huy những thành quả cách mạng mà đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các thế hệ lãnh đạo đi trước đã gây dựng, duy trì sự đoàn kết, thống nhất và cùng tập thể Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết tâm lãnh đạo chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra, tổ chức thành công Đại hội lần thứ 14, đưa đất nước vững bước phát triển trong giai đoạn mới. Tiểu ban An toàn an ninh mạng của tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng năm 2024 cho 300 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt, cán bộ, công chức, viên chức, đại diện các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đại tá Đặng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng tiểu ban dự và chủ trì hội nghị. Để thống nhất và nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng cho lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng, Đại tá Đặng Trọng Cường đề nghị báo cáo viên Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, truyền tải những nội dung cốt lõi về công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng và chia sẻ thêm những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tham mưu, tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng của Chính phủ, Bộ Công an, các đơn vị địa phương khác, đồng thời hướng dẫn tháo gỡ những vướng mắc khó khăn tồn tại trong quá trình thực hiện trên địa bàn tỉnh. Đối với các cơ quan, ban ngành địa phương tham gia tập huấn, phải xác định đây là dịp để cập nhật mới kiến thức, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn thông tin mạng. Vì vậy, cần tận dụng tối đa thời gian hội nghị để lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý những nội dung cơ bản, tự nghiên cứu thêm tài liệu mà ban tổ chức đã chuẩn bị, cũng như bài giảng mà các báo cáo viên trình bày để nắm vững nội dung, vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác tại đơn vị địa phương mình, tổ chức thực hiện đúng, nghiêm túc, đầy đủ các quy định pháp luật về an toàn, an ninh mạng. Ngay sau hội nghị, các đơn vị địa phương nghiên cứu có hình thức phù hợp để tập huấn, quán triệt lại cho cán bộ, công chức, viên chức ở đơn vị địa phương mình. Đồng chí cũng giao Công an tỉnh, cơ quan thường trực Tiểu ban An toàn an ninh mạng tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tham mưu cho trưởng tiểu ban chỉ đạo các sở, ban ngành địa phương tăng cường công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin, đặc biệt là hệ thống thông tin trọng yếu, thành lập các tổ công tác liên ngành để kiểm tra, đánh giá, khắc phục những điểm yếu trong công tác bảo mật của các sở, ban ngành địa phương, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu quản lý nhà nước trên lĩnh vực an toàn an ninh mạng. Thường xuyên phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra các cơ quan, đơn vị địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, lộ trình đã đề ra. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên quán triệt, truyền tải các chuyên đề về nội dung cơ bản về chiến lược an ninh mạng quốc gia và trách nhiệm thi hành luật an ninh mạng đối với tổ chức cá nhân, các văn bản chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật như quy định số 964 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược an toàn an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Quy định số 77 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng. Quy định số 49 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Quán triệt triển khai một số công tác trọng tâm, thực hiện nghị định số 53 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của luật an ninh mạng và nghị định số 13 về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng thời tập huấn những giải pháp nâng cao nhận thức, kỹ năng trong công tác đảm bảo an toàn an ninh mạng và bảo vệ bí mật cá nhân, bí mật nhà nước trên không gian mạng. Năm 2024, tỉnh Ninh Bình phấn đấu có thêm 30 sản phẩm được công nhận OCOP từ 3 sao trở lên và có thêm sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao đề nghị Trung ương đánh giá công nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia. Cùng với các cơ quan liên quan, trong thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các chủ thể là các đơn vị thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia thực hiện.
Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của chương trình OCOP để các đơn vị thành viên, hợp tác xã, chủ thể thấy được lợi ích, giá trị kinh tế, giá trị nhân văn khi tham gia chương trình. Đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tập huấn về ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển sản phẩm, quảng bá, thương mại cho cán bộ và thành viên hợp tác xã, như xây dựng nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa, xây dựng trang thông tin điện tử cho các hợp tác xã, thành lập đoàn đi giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại đến các liên minh hợp tác xã các tỉnh khu vực phía Bắc. Từ đầu năm tới nay, đã hỗ trợ 4 hợp tác xã tham gia hội chợ xúc tiến thương mại do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức, hỗ trợ xây dựng bảo hộ 3 nhãn hiệu hàng hóa thuộc các sản phẩm dê và hỗ trợ đăng ký cấp giấy chứng nhận OCOP cho 10 sản phẩm của địa phương đạt 3 sao. Bên cạnh đó, đã tổ chức lớp tập huấn bán hàng online và hỗ trợ phí tham gia 1 năm cho 20 hợp tác xã có sản phẩm OCOP ứng dụng các nền tảng mạng xã hội để quản trị sản xuất, quảng cáo và bán hàng. Quá trình phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao, Yên Mô đã tập trung phát huy vai trò chủ thể, trực tiếp tham gia của người dân đối với các tiêu chí, công trình, phần việc cụ thể. Qua đó đã khơi dậy được sự tham gia, hưởng ứng tích cực, đặc biệt sự hài lòng của người dân càng thêm khẳng định kết quả mà chương trình nông thôn mới mang lại. Môi trường là tiêu chí khó, luôn cần sự tham gia thường xuyên và hưởng ứng tích cực của mỗi người dân. Nhưng tại huyện Yên Mô, nhất là ở các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, tiêu chí này đã nhận được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình trách nhiệm của người dân thông qua các mô hình việc làm cụ thể như phân loại rác thải tại nguồn, ra quân tổng vệ sinh, trồng cây, trồng hoa, cải tạo cảnh quan. Qua đó đã tạo điểm nhấn, vẻ đẹp hiện hữu tại các vùng quê, người dân làm, thụ hưởng và cũng hài lòng với những đổi thay kết quả đạt được. Mỗi một tháng chúng tôi hoạt động tất cả bà con, nhân dân, cán bộ, đảng viên, mỗi hộ, gia đình ít nhất là một người để tích cực tham gia một tổng cái vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu trung tâm của xóm và đặc biệt là triển khai lan tỏa đến cả các tuyến đường liên xóm, liên thôn để đảm bảo cho cái môi trường sống của bà con, nhân dân xung quanh địa phương sáng, xanh, sạch đẹp. Với phương châm xây dựng nông thôn mới từ cơ sở, nông thôn mới thực chất hiệu quả bền vững, Yên Mô đã tập trung huy động sự đồng thuận vào cuộc của các tầng lớp nhân dân, cùng chung tay đóng góp trí tuệ, sức người, sức của để làm đổi thay diện mạo quê hương. Trên tinh thần đó, đến nay, nhóm tiêu chí về cơ sở hạ tầng, trong đó có giao thông, cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà văn hóa thôn xóm đều đã được đầu tư nâng cấp khang trang hiện đại theo hướng xã hội hóa, đã góp phần thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống, sự phấn khởi tin tưởng của người dân. Cảnh quan môi trường cũng như là chúng ta nhìn thấy những đường hoa, đường cây, rồi là những cái đường tranh đấy là rất là thể hiện lên cái sự tâm huyết của bà con nhân dân, từ ở nhà ra đến ngõ đến đường là đều thông thoáng, rất là đẹp, nên là tôi rất hài lòng về cái việc nông thôn mới nâng cao của xã nhà cũng như là của huyện Yên Mô. Giai đoạn 2021-2024, tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới nâng cao trong toàn huyện đạt trên 2.840 tỷ đồng. Tỷ lệ người dân hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, đô thị văn minh trên địa bàn đạt trên 99%. Phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao diễn ra sôi nổi rộng khắp, ngày càng đi vào chiều sâu, kết cấu cơ sở hạ tầng nông thôn được duy tu bảo dưỡng, môi trường cảnh quan không gian ngày càng xanh sạch đẹp, kinh tế nông thôn phát triển, diện mạo các vùng quê ngày thêm đổi mới khởi sắc. Đường trường trạm khang trang sạch sẽ và đời sống của bà con nâng cao đến một cách rất rõ rệt. Về cái bê tông hóa các cái đường để cho chúng tôi đi làm ruộng rất là đảm bảo, đỡ được bao nhiêu sức lực cho bà con dân, cho nên là bà con ai cũng phấn khởi. Qua rà soát, đến nay Yên Mô đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành các nội dung tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, trong đó có 16 trên 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 trên 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Kết quả đạt được đã cho thấy rõ sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện. Và điều đáng mừng hơn cả là sự tin tưởng, hài lòng, phấn khởi, đồng thuận tham gia của người dân vào chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 8 hàng năm đã được chọn là ngày vì nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam. Đảng và nhà nước ta cũng đặc biệt quan tâm có những sách hiệu quả thiết thực để góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, giúp đỡ gia đình các nạn nhân. Trong chương trình Dân hỏi cơ quan chức năng trả lời hôm nay, chúng tôi mời đến trường quay ông Nguyễn Đức Dự, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh để cùng chia sẻ làm rõ hơn về sự chăm sóc giúp đỡ các nạn nhân trên địa bàn tỉnh.
Trước hết thì xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Câu hỏi đầu tiên là của rất nhiều khán giả quan tâm muốn biết là hiện nay trên địa bàn tỉnh, con số những người trực tiếp bị nhiễm chất độc da cam và số người gián tiếp bị ảnh hưởng bởi chất độc là như thế nào thưa ông? Theo cái khảo sát thống kê xã hội học năm 2011 là toàn tỉnh Ninh Bình là chúng ta có trên 34.000 người bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Nhưng cái số được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng của nhà nước thì hiện tại bây giờ là toàn tỉnh ta có 4.171 người. Trong đó thì có 2.600 là đối tượng trực tiếp, tức là người hoạt động kháng chiến tham gia bị nhiễm chất độc hóa học. Và cái số đối tượng là gián tiếp là 1.520 người. Đấy là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Như vậy so với cái số mà bị phơi nhiễm là còn cái mức này là còn rất khiêm tốn. Thưa ông, thời gian gần đây thì hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh đã có những cái việc làm thiết thực như thế nào để chăm sóc với những cái người bị nhiễm chất độc hóa học này? Thứ nhất là chúng tôi đã tham mưu kịp thời và chính xác cho các cấp ủy đảng chính quyền để là tổ chức thực hiện các cái hoạt động công tác tuyên truyền, vận động trong cái dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và đồng thời những cái hoạt động trong cái dịp kỷ niệm 63 năm thảm họa da cam ở Việt Nam. Và kết quả cụ thể, cái thứ nhất là về cái 6 tháng đầu năm thì toàn tỉnh là có 10.132 lượt đối tượng là được nhận quà từ các tổ chức cá nhân với cái tổng trị giá là 3 tỷ 348 triệu đồng. Và quà của cái dịp mùng 10 tháng 8 này thì chúng tôi mới tổng hợp số liệu sơ bộ thôi là toàn tỉnh đã tiếp nhận được 827 xuất quà từ các tổ chức cá nhân là ủng hộ giúp đỡ cho nạn nhân chất độc da cam với số tiền là bằng 470 triệu đồng. Như vậy là so với năm 2023 là đạt trên 200%. Thưa ông, chính sách pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ bị di chứng của chất độc da cam từng bước được Đảng, Nhà nước quan tâm hoàn thiện cả về đối tượng và chế độ ưu đãi. Ông có thể cho biết rõ hơn về điều này không ạ? Những năm gần đây là Đảng và Nhà nước là thường xuyên là có những cái chủ trương quan tâm tới những đối tượng có công với cách mạng, trong đó có nạn nhân chất độc da cam. Cụ thể là về nghị định 131 của Chính phủ là quy định về cái chi tiết về các biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi đối với người có công với cách mạng thì vẫn đang tiếp tục được thực hiện chu đáo và đầy đủ đối với các đối tượng bị phơi nhiễm. Đặc biệt là Nghị định 75 ngày 24 tháng 7 năm 2021 là quy định về mức hưởng trợ cấp cho các cái người có công với cách mạng. Theo đó là các đối tượng là trực tiếp như loại 1 là được là 3.703.000 đồng và loại 2 là được 2.891.000 đồng, loại 3 là bằng 2.062.000 đồng và loại 4 là 1.234.000 đồng. Ngoài ra là ở cái loại 1 là cái còn được hưởng trợ cấp hàng tháng là 815.000 đồng. Nếu như mắc bệnh đặc biệt là được hưởng là 1.624.000 đồng một tháng. Còn đối với đối tượng gián tiếp, tức là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ấy, là loại 1 là được 1.624.000 đồng, loại 2 là được 974.000 đồng. Và vừa qua là Chính phủ đã ban hành cái nghị định 77. Theo đó thì cái mức trợ cấp ưu đãi được thực hiện từ mùng 1 tháng 7 sẽ được nâng lên tăng so với cái thời điểm trước đây 35,7%. Đặc biệt đối với tỉnh Ninh Bình thì những năm gần đây vào những dịp Tết Nguyên đán, vào cái dịp ngày 27 tháng 7 là tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh là đều có quà cho các cái đối tượng là nạn nhân trực tiếp là được hưởng như thương binh. Còn về những cái dịp mùng 10 tháng 8 này thì là có đối tượng gián tiếp được quỹ đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội của tỉnh sẽ trích quà thăm tặng động viên cho cái đối tượng gián tiếp nhân cái dịp ngày mùng 10 tháng 8 đối với những cái nạn nhân, những cái gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Một số huyện ấy, thì ví dụ như thành phố Ninh Bình, huyện Gia Viễn là những năm gần đây cũng đã được thực hiện như ở tỉnh. Một khán giả có viết thư về chương trình thì cũng quan tâm muốn biết là cái giải pháp trọng tâm mà các cấp hội trong tỉnh sẽ tập trung thực hiện để có thêm nguồn lực chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam dioxin, đặc biệt là các gia đình có nhiều thế hệ bị nhiễm chất độc hóa học này trong thời gian tới như thế nào thưa ông? Chúng tôi sẽ là tiếp tục quán triệt các cái chủ trương chính sách
của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, trong đó có nạn nhân chất độc da cam, thực hiện tốt cái chức năng tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể có liên quan để thực hiện tốt cái nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, và đồng thời là đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng tổ chức hội là ngày càng vững mạnh, tiếp tục công tác vận động tiếp nhận cái nguồn lực xã hội đối cho nạn nhân chất độc da cam. Năm 2025 thì chúng tôi sẽ tổng kết cái phong trào thi đua vì nạn nhân chất độc da cam giai đoạn 2021-2025 nhằm là đánh giá tổng kết các cái hoạt động và tiếp tục phát động cái phong trào thi đua cho cái giai đoạn 2025-2030. Trên cơ sở đó thì là cũng vinh danh đối với những tổ chức và hội viên tiêu biểu trong phong trào thi đua, đồng thời tôn vinh những cái tổ chức cá nhân, những nhà hảo tâm đã chung tay xoa dịu nỗi đau da cam trong những cái năm qua. Và đồng thời là thông qua cái chương trình này thì thay mặt cho trên 4.000 nạn nhân chất độc da cam ở tỉnh nhà, tôi cũng muốn xin gửi một cái thông điệp tới các tổ chức cá nhân, những nhà hảo tâm trong tỉnh, ngoài tỉnh và ngoài nước là hãy tiếp tục quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ cho nạn nhân chất độc da cam cả về tinh thần và vật chất, và bởi là cái nỗi đau này là chúng ta xác định là không phải của riêng ai. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin mời tiếp tục với những thông tin của chương trình thời sự. Nhân kỷ niệm 63 năm thảm họa da cam ở Việt Nam và ngày vì nạn nhân chất độc da cam mùng 10 tháng 8, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh vừa đi thăm tặng quà các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Yên Khánh, Yên Mô, Kim Sơn và thành phố Tam Điệp. Đoàn đã đến thăm tặng quà cho 4 gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh đã bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ, đồng thời động viên các nạn nhân và gia đình tiếp tục nỗ lực vượt khó, vươn lên trong cuộc sống. Trong dịp này, hội cũng trao tặng 200 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Số quà này, tỉnh hội ủy quyền cho các huyện, thành phố chuyển đến các gia đình mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của hội nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, động viên, chia sẻ, giúp gia đình nạn nhân vượt lên khó khăn, sống hòa nhập cộng đồng. Cùng với Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng, hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân tại xã, phường, thị trấn là một kênh quan trọng để chống tham nhũng tiêu cực, đồng thời phát huy quyền làm chủ, tham gia quản lý xã hội của người dân. Tại xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, nhờ phát huy tốt vai trò của tổ chức này mà mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương đều được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Là một hình thức giám sát của người dân tại địa phương, vì vậy hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của cấp ủy, chính quyền xã, sự phối hợp hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc và đặc biệt là sự ủng hộ của người dân. Ban thường xuyên được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng với các thành viên được bầu chọn từ các thôn và là những người trung thực, công tâm, có uy tín, am hiểu về chính sách, pháp luật, có kinh nghiệm công tác, nhiệt tình, trách nhiệm. Đặc biệt, Ban đã xây dựng được quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo nền nếp, hiệu quả. Trước hết là họp Ban Thanh tra Nhân dân để phân công các đồng chí trong các thành viên, thì từng đồng chí một phụ trách theo một cái mảng quy định, phát huy tốt được cái trách nhiệm của mình. Ngoài ra thì phân công cho các đồng chí trong ban ấy thực hiện giám sát đối với cán bộ công chức trong cái địa phương thực hiện, thế rồi là giám sát cái việc thực hiện và chỉ đạo đối với Ủy ban Nhân dân xã trong những việc xây dựng các công trình phúc lợi của địa phương. 2 năm trở lại đây, Ban Thanh tra Nhân dân xã đã chủ trì và phối hợp tham gia giám sát 8 cuộc, nội dung tập trung vào việc thực hiện chính sách, pháp luật ở cơ sở liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, việc giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt với việc giám sát 3 nội dung liên quan đến các khoản thu chi trong trường học, thu phí vệ sinh môi trường tại khu dân cư và thực hiện chính sách người có công trên địa bàn, Ban đã góp phần quan trọng ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng có thể xảy ra. Việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ, công chức xã cũng được nâng cao hơn.
Thông qua cái việc giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân thì chúng tôi cũng lắng nghe được các ý kiến phản ánh của nhân dân, của cán bộ đảng viên đối với từng công chức thực hiện từng nhiệm vụ, và qua đấy thì rút kinh nghiệm và hoàn thành tốt hơn các công việc của mình, và qua đó là nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc hướng dẫn công dân làm hồ sơ, tuyên truyền những cái chủ trương chính sách mới của Đảng, của Nhà nước đến với nhân dân. Không chỉ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, đặc biệt là đảm bảo cho các chế độ chính sách được thực hiện đúng, đủ, kịp thời, mà dưới sự hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc xã, Ban Thanh tra Nhân dân còn thể hiện rõ sự chủ động, tích cực khi phối hợp chặt chẽ với các ban giám sát đầu tư của cộng đồng để giám sát các công trình dự án trên địa bàn. Đây là yếu tố hết sức quan trọng, đảm bảo cho mọi sự đóng góp của người dân và ngân sách nhà nước đều được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tránh thất thoát lãng phí. Ban Thanh tra Nhân dân phát huy cái dân chủ ở cơ sở trong cái việc tổ chức và thực hiện cái nhiệm vụ, làm tốt cái công tác mà phối hợp để khai thác cái thông tin cũng như là quan sát, giám sát thực tế, và đặc biệt là đối với cái giám sát các cái công trình đầu tư để đảm bảo cái tính phù hợp theo cái tình hình thực tế của địa phương cũng như là cái nâng cao cái chất lượng công trình trong cái công tác giám sát của mình. Từ những tác động rất tích cực trong xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên để mở rộng dân chủ, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhân dân, cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cuộc điều tra thu thập thông tin thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2024 đang được triển khai trên địa bàn tỉnh. Vượt qua nhiều khó khăn về điều kiện thời tiết và địa bàn điều tra rộng, huyện Nho Quan đã và đang vận dụng linh hoạt các giải pháp phù hợp để cuộc điều tra đảm bảo đúng tiến độ, thu thập thông tin đầy đủ chính xác nhất. Kỳ Phú là xã vùng cao, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 80% đồng bào Mường sinh sống với khoảng 150 hộ dân. Qua các đợt điều tra thông tin trước đây, xã đã triển khai nhiều chính sách chăm lo, trang bị kiến thức về nông nghiệp, định canh, định cư, giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Vì vậy, để cuộc điều tra lần này đạt hiệu quả, xã đã huy động lực lượng điều tra viên có trình độ, tinh thần trách nhiệm cao, am hiểu về địa bàn, từ đó nhận được sự ủng hộ và hợp tác nhiệt tình từ người dân. Trước khi mà tiến hành điều tra thì chúng tôi là điều tra viên đã được tỉnh tập huấn nghiệp vụ. Sau đó thì khi mà về điều tra ấy, thì chúng tôi cũng được chi cục thống kê của huyện hướng dẫn nghiệp vụ khó khăn vướng mắc trong công tác làm cái điều tra. Thông qua cái tuyên truyền này thì cũng đã cho mình rất nhiều kiến thức để hiểu biết về kể cả từ bản thân mình xong đến những cái phong tục tập quán của người Mường. Các điều tra viên đến điều tra thì mình cũng sẵn sàng để cung cấp những thông tin cho điều tra viên. Theo kế hoạch, các điều tra viên phải đi từng ngõ gõ từng nhà để thu thập các thông tin về dân số, kinh tế xã hội, điều kiện nhà ở của hộ dân tộc thiểu số. Với đặc thù về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, người dân làm nông nghiệp, vì vậy công tác điều tra, thu thập thông tin của các điều tra viên còn gặp khá nhiều khó khăn. Hiện tại thì địa bàn Kỳ Phú thì làm địa bàn rất là rộng, cái dân cư được phân bố thì nó không đồng đều, nó thưa thớt. Với thứ hai là các hộ điều tra mẫu thì thường thường là sẽ cách xa nhau. Khi mà ban ngày đến thì là sẽ ít khi gặp các hộ ở nhà với các hộ đi làm đồng. Và cái này thì chúng tôi sẽ phải chuyển sang điều tra vào ban đêm. Còn một cái khó khăn nữa là khi mà điều tra ấy thì là một số hộ không hiểu tiếng Kinh, nên là chúng tôi là người đồng bào dân tộc thì chúng tôi sẽ phải phát ngôn tiếng dân tộc. Đấy, phát xong hai thì họ mới hiểu. Huyện Nho Quan có 32 địa bàn điều tra với 1.000 hộ thực hiện điều tra mẫu. Để cuộc điều tra đúng quy trình và đạt tiến độ thời gian theo quy định, Chi cục Thống kê huyện đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và Cục Thống kê tỉnh để xây dựng kế hoạch, rà soát địa bàn, chọn hộ, điều tra bảng kê, điều tra phiếu hộ, đồng thời triển khai công tác tuyên truyền với nhiều hình thức. Tính đến nay, toàn huyện đã hoàn thành 632 trên 1.000 hộ, đạt 63,2% kế hoạch. Chi cục Thống kê Nho Quan đã triển khai các công việc theo đúng quy trình. Thứ nhất là cái công tác tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng. Thì tuyển chọn điều tra viên ở đây thì ưu tiên những cái người mà
sử dụng thành thạo cái máy điện thoại thông minh, vì là cuộc điều tra này là cuộc điều tra bằng phiếu điện tử, và ưu tiên tuyển chọn những cái người mà tại địa phương có tinh thần trách nhiệm cao, đầy đủ và tham gia đầy đủ tất cả các cái buổi tập huấn và đạt được cái yêu cầu khi mà tập huấn. Trong cái cuộc điều tra này thì toàn huyện đã huy động được 16 điều tra viên và 7 tổ trưởng. Với sự vào cuộc tích cực của các lực lượng, sự hợp tác của người dân, nhà quan phấn đấu hoàn thành cuộc điều tra đảm bảo đúng thời gian quy định, góp phần vào thành công cuộc điều tra thông tin của 53 dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tại nhà văn hóa huyện Yên Mô, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô vừa tổ chức giải bóng chuyền hơi nữ tỉnh Ninh Bình năm 2024. Tham gia giải có 13 đội với hơn 130 vận động viên, được chia thành hai khối. Khối các huyện, thành phố bốc thăm thi đấu vòng bảng, chọn đội thắng vào thi đấu vòng bán kết và chung kết. Khối các sở ban ngành của tỉnh tổ chức thi đấu loại trực tiếp, chọn ra đội nhất nhì ba. Với tinh thần đoàn kết, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn và kịch tính. Giải là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây cũng là dịp để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030, nhằm thu hút đông đảo nhân dân trong toàn tỉnh tham gia luyện tập thể dục thể thao nói chung và tập luyện môn bóng chuyền hơi nói riêng, góp phần nâng cao sức khỏe, thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Và sau 2 ngày thi đấu, kết quả chung cuộc khối huyện thành phố, giải nhất thuộc về huyện Yên Mô, giải nhì huyện Hoa Lư, giải ba huyện Nho Quan và thành phố Ninh Bình. Đối với nội dung các sở ban ngành của tỉnh, giải nhất thuộc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh, giải nhì đội ban quản lý các khu công nghiệp, giải ba thuộc về Liên minh Hợp tác xã tỉnh, giải khuyến khích thuộc về Sở Nội vụ.